Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Koski H2 cổ máy tốc độ phô diễn trang phục polish hoành tráng. Koski H2 Superbike thương mại chỉ mạnh sau H2R phiên bản đường đua của gia đình Kawa. Không trao chuốt bóng bẩy như những đối thủ khác Ducati Bengali, MV Agusta vân, mà nó sinh ra để chinh phục những tín đồ thực sự đam mê dốc độ với thiết kế thiên về khí động học nhiều hơn. Và để sở hữu được em nó là điều không hề dễ dàng vì giá là quá chát. Nhưng một khi đam mê thì vấn đề đó không còn ý nghĩa gì. Một bản đồ dưới đây từ một biker Việt với những nâng cấp món đồ chơi nhẹ và khoác cho mình bộ áo polish đầy chất chơi với ý tưởng thực hiện tại H2 Decan. Sở hữu được lối thiết kế thiên về khí động học nhiều hơn với những khe hút gió thể hiện được cái dàn đầu như là cái bộ full fairing rất có đợt và nó bật với khung sườn thiết kế mắt cáo màu xanh bắt mắt. Phần đầu xe tiếp tục gây ấn tượng rất mạnh với lối thiết kế hầm hố và mạnh mẽ trông như một con quỷ trong những bộ phim kinh dị. Sử dụng cái bóng đèn led chiếu sáng ban ngày, hai hốc gió lớn hai bên nhưng chỉ có hốc gió bên trái làm nhiệm vụ hút khí vào cho bộ phận siêu nạp. Hỗ trợ ánh sáng với hai đèn trợ sáng L4 được bố trí hai bên yếm xe. Ý tưởng táo bạo nhấn nhá bản độ này đến từ bộ áo polish được thực hiện tại shop H2 Decan, nơi sinh ra những phiên bản phân lớn với những bộ áo cực kỳ độc nhất vô nhị, đầy đủ đam mê. Cái bản độ H2 với những họa tiết tem là xáo trộn thể hiện được một cái chiến mã thực thụ và khiêu khích trí tò mò của người xem về bộ áo này. Kawa 2 là mẫu xe đầu tiên được trang bị bộ tăng áp điện và thế mạnh về cái tuabin khí của nhà Kawa. Với trang bị này, H2 là một con số sức mạnh mà ô tô với dung tích lớn hơn rất nhiều cũng mơ ước. X-Stylum độ lột xác phong cách LC-105 đầy ấn tượng. Là mẫu xe rất ưa chuộng ở thị trường hiện nay. Thế nhưng không có gì lạ nhiều bản độ của dòng X-Center được ra đời liên tục. Mỗi bản độ là một điều phong cách riêng, từ đơn giản đến phong cách. Biến hóa phong cách LC-105 được xem là cái kiểu độ được trang bị cho người anh em chơi xe X-Stylum rất ưa chuộng. Đi kèm với đó là một số món đồ chơi không đắt giá nhưng làm cho chiếc xe vô cùng cứng cáp và đủ làm cho người khác phải ngắm nhìn khi di chuyển trên đường. Xe độ lại với mâm cozy đầy ấn tượng tạo ra sự khác lạ cần thiết. Đi kèm với đó đĩa gaffer 220 rất đẹp mắt. Treo sau đầy cứng cáp với phục Racing Boy. Cùng với đó là bình dầu Rizoma, Oppo Spark, đĩa Abido. Tổng thể em nói quá chất về ngồi chơi. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.